Đình Vũ xin chào tất cả mọi người. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo. Mẹ và cô đấy hai mẹ hiền. Đây là một bài hát rất hay và đầy ý nghĩa, có tên là Cô và mẹ, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Tuyên. Không chỉ các cô giáo mà còn cả các thầy giáo đều là những người mà tất cả chúng ta đều phải biết ơn, vì đã dạy dỗ, truyền đạt kiến thức, dạy chúng ta đạo đức, dạy chúng ta lối sống lành mạnh, biết yêu thương gia đình, bạn bè, biết kính trên nhường dưới. Các cô giáo và thầy giáo sẽ luôn là những tấm gương sáng để chúng ta học tập theo. Nhưng thi thoảng ở đâu đó, chúng ta lại nghe thấy thông tin về một vài thầy cô có những hành động sai lệch, không chuẩn mực, lợi dụng chức vụ để mang về tiền bạc cho bản thân. Vừa qua, tại trường tiểu học Trương Dương thuộc quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, phụ huynh học sinh của một lớp 4 đã phản ánh bức xúc về việc cô giáo chủ nhiệm dỗi, không soạn đề cương ôn tập cho các em học sinh vì các phụ huynh không đồng ý hỗ trợ kinh phí cho cô giáo mua máy tính laptop làm tài sản riêng của cô. Cụ thể, sự việc xảy ra như sau. Tại buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp diễn ra vào ngày 14 tháng 9, cô giáo chủ nhiệm có tên là TPH, gọi tắt là cô giáo H, có xin lớp hỗ trợ cô một cái laptop khoảng 5 triệu đến 6 triệu, một máy in tài liệu và 300.000 đồng hỗ trợ mỗi tháng cho cô bảo mẫu. Các phụ huynh đã đưa ra ý kiến là máy in tài liệu đã mua năm ngoái, hồi lớp 3, vì thế sẽ liên hệ với cô giáo chủ nhiệm cũ để xin lại máy in tài liệu cho lớp dùng. Trưa cùng ngày hôm đó, cô giáo chủ nhiệm đã nhắn tin vào nhóm Zalo chung. Nhóm Zalo này chỉ có trưởng nhóm và phó nhóm được quyền gửi tin nhắn. Các phụ huynh là thành viên của nhóm chỉ được đọc mà không được nhắn tin trả lời lại. Cô giáo Hoắt nhắn tin nội dung như sau. Sau buổi họp đầu năm học, phụ huynh đã đóng được 29 phụ huynh rồi ạ. Hiện tại cô giữ 14 triệu 500 nghìn. Cô đưa cho cô bảo mẫu 300 nghìn. Cô đóng quỹ khuyến học 500 nghìn. Cô giữ lại 13 triệu 700 nghìn. Cô mua cái laptop, còn bao nhiêu cô báo phụ huynh. Và cô xin cái laptop này luôn nha phụ huynh. Cô chân thành cảm ơn phụ huynh. Nhấn mạnh với mọi người là cô giáo Hoắt nói rõ ràng rằng cô xin cái laptop này là cho cô, chứ không phải đây là tài sản chung của lớp. Đến lúc 12 giờ 23 phút trưa, cô giáo Hoắt gửi hình ảnh của hai chiếc máy tính laptop vào nhóm Zalo. Một cái màu xám giá 5 triệu 500 nghìn và một cái màu đen giá 11 triệu. Đến lúc 13 giờ 59 phút thì cô nhắn tin nói rằng cô lấy cái màu đen nha phụ huynh, hãng Acer, chip Core i5, màn hình 15.6 inch để tải dữ liệu cho nhanh. Máy tính được bảo hành 2 năm. Cô chân thành cảm ơn phụ huynh. Đến ngày 16 tháng 9, cô giáo Hoắt nhắn tin vào nhóm Zalo với nội dung: Kính thưa phụ huynh, hôm thứ Bảy, cô có xin phụ huynh hỗ trợ cái máy laptop khoảng 5 đến 6 triệu và cô đã mua cái máy laptop 11 triệu thì cô bù vào 5 triệu và cái laptop này là của cô, phụ huynh có đồng ý không ạ? Sau đó, cô đã tạo bình chọn đồng ý hoặc không đồng ý để các phụ huynh vào bình chọn. Sau khi cuộc bình chọn kết thúc vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 9, cô giáo H nhắn tin tiếp tục như sau. Đến hiện tại có 26 phụ huynh đồng ý, 3 phụ huynh không đồng ý, còn 9 phụ huynh không có ý kiến gì. Dạ thưa phụ huynh, đã có phụ huynh không đồng ý thì cô sẽ không nhận nhé phụ huynh, cô tự mua và tự sử dụng. Còn máy in, cô cũng tự mua luôn nha phụ huynh, cô không nhận gì của phụ huynh cả, cô chân thành cảm ơn phụ huynh. Có lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây khi mà cô giáo H đã chốt phương án là tự bỏ tiền túi để mua máy tính laptop và máy in, vì đã có một vài phụ huynh không đồng ý. Và đây chỉ là câu chuyện nội bộ trong group chat Zalo này, các phụ huynh sau đó cũng sẽ không có ý kiến gì nữa. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, ngày 17 tháng 9, khoảng 10 giờ sáng, cô giáo H nhắn vào nhóm Zalo với nội dung sau. Tối qua và sáng nay, cô đã nhận được nhiều tin nhắn và điện thoại của phụ huynh năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp. Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận nha phụ huynh, và cô cũng không phải soạn đề cương ôn tập cho các con. Cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn ạ. Vẫn như những tin nhắn trước, cuối tin nhắn cô không quên nói lời cảm ơn phụ huynh. Hãy thử đặt bản thân các bạn vào vị trí là những phụ huynh trong nhóm chat Zalo này, thì khi đọc được tin nhắn của cô giáo Hoắt như vậy thì các bạn sẽ nghĩ sao? Chắc chắn là rất bức xúc. Không biết từ bao giờ mà cô giáo lại có quyền đòi hỏi phụ huynh phải hỗ trợ tiền mua máy tính laptop cho cá nhân của cô. Khi không được đồng ý hỗ trợ, cô lại quay ra dỗi và không soạn đề cương ôn tập cho học sinh, trong khi việc soạn đề cương ôn tập là công việc của cô giáo phải làm. Cô không được phép mang lợi ích cá nhân vào trong công việc dạy học. Như thế là hoàn toàn sai và không đúng với đạo đức nghề nghiệp của một người giáo viên. Ngoài ra, còn có thêm một thông tin nữa, đó là các phụ huynh đặt ra các vấn đề như các học sinh kể lại rằng cô còn bán đồ ăn, đồ uống như mì gói, xúc xích, nước ngọt trong lớp học, có tình trạng vừa làm bài tập, vừa ăn, vừa uống. Cô còn sử dụng điện thoại sai mục đích. Theo mình, thông tin này nhà trường cần phải xác minh và làm rõ. Nếu sự thật đúng như vậy thì cần phải có hình thức kỷ luật với cô giáo H. Môi trường học tập của các con cần phải được trong sạch và nghiêm túc.
học ra học, giải trí ra giải trí, ăn uống ra ăn uống, chứ không thể thích làm gì cũng được. Có thể do có sự bàn tán và nhiều ý kiến từ các phụ huynh sau tin nhắn cô giáo H bảo rằng cô không soạn đề cương ôn tập cho các con, nên cô giáo H đã phải chủ động nhắn tin xin lỗi. Khoảng 10 giờ 22 phút sáng ngày hôm sau, cô giáo H nhắn tin vào nhóm chat Zalo rằng tối hôm qua cô đã trao đổi với ban chấp hành chi hội lớp. Dù cô không nhận sự hỗ trợ của phụ huynh, nhưng cô vẫn yêu thương và dạy dỗ các con như bình thường. Còn tin nhắn cô đã nhắn, cô cũng xin lỗi vì không rõ ràng. Cô không soạn đề cương, nhưng cô vẫn ôn tập cho các con trước kỳ thi và phụ huynh phải quan tâm, theo dõi nhắc nhở các con của mình. Mặc dù cô giáo H đã nhắn tin xin lỗi, nhưng một số phụ huynh đã làm đơn kiến nghị thay đổi giáo viên chủ nhiệm hoặc chuyển lớp cho một số học sinh mà phụ huynh không yên tâm nếu tiếp tục còn phải học ở lớp cô giáo H. Các phụ huynh rất lo lắng cho con em của mình, sợ rằng con em của mình sẽ bị ảnh hưởng không ít thì nhiều từ những hành vi tiêu cực, những suy nghĩ lệch lạc của cô giáo H. Các em học sinh sẽ không được quan tâm, tận tình chỉ bảo từ cô giáo, có thể lâu dần sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Lướt qua các trang mạng xã hội, mọi người sẽ thấy rất nhiều bình luận phê phán việc làm của cô giáo H. Mình cũng là giáo viên mà thấy khó chấp nhận. Tưởng laptop thì giáo viên phải tự mua chứ. Học sinh đi học, giáo viên có hỗ trợ mua sách giáo khoa hay dụng cụ học tập cho học sinh không mà muốn phụ huynh hỗ trợ mua laptop vậy? Ví dụ mà hỏi phụ huynh nào có dư laptop cho cô mượn phục vụ công tác giảng dạy cho các cháu, hết năm sẽ trả lại, thì chắc chắn hội phụ huynh sẽ mua cho cô cái máy. Còn kiểu bỏ 5 triệu vô rồi xin luôn thì mình cũng không đồng ý đâu. Hiện nay Việt Nam mình có khoảng 1 triệu 400 nghìn giáo viên, trong đó một số ít giáo viên đã làm cho xã hội buồn lòng, tạo cơ hội cho kẻ xấu bôi nhọ nền giáo dục, cụ thể là coi thường, đánh đồng phẩm chất, đạo đức người giáo viên. Ngành giáo dục ngày càng xuống cấp trầm trọng rồi, giờ nghĩ lại thấy chân quý những thầy cô thuở xưa, luôn hết lòng vì công việc, quý mến và yêu nghề thật sự. Sự việc của cô giáo H chắc chắn sẽ là một bài học lớn để cảnh tỉnh cho một số giáo viên đang có những suy nghĩ và hành động sai trái trong trường lớp, lợi dụng quyền hạn của bản thân để tìm cách kiếm tiền sai trái. Rất mong rằng với cá nhân cô giáo H phải nhận thức được cái sai của mình, tuyệt đối không tiếp diễn những hành động như vậy. Hãy toàn tâm toàn ý cho việc dạy học, truyền đạt kiến thức và những lời hay ý đẹp cho các cháu học sinh. Cô giáo H chỉ là một thành viên rất nhỏ trong đại gia đình các thầy, các cô của Việt Nam ta. Mọi người không nên đánh đồng tất cả các thầy cô ai cũng như cô giáo H. Có rất nhiều thầy cô tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh như con em của mình, dạy dỗ các em từng ngày. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Đình Vũ. Đừng quên subscribe ủng hộ mình. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.